Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu tới cả nhà, đây là sản phẩm hộp đựng nha. Hộp đựng gia vị nè, đựng dụng cụ cá nhân nè, đựng thuốc nè, đựng rất nhiều sản phẩm nha. Đựng cá, đựng cơm, đựng thịt cho vào ngăn tủ lạnh cho nó sạch sẽ, cho nó gọn gàng. Một set như gì là 17 món. 17 món bên trong nha mọi người. 17 món, 17 size, từ size lớn tới size nhỏ, size mini. Rất là tiện nha mọi người. Hàng có sẵn ở shop nha. Mọi người đến shop mua một set là được giá sỉ nha mọi người. Rất là gọn nha. Hộp này nó rất là dẻo, không phải dạng hộp giòn giống như ở ngoài chợ bán. Hộp giòn nó rất là dễ bể nha mọi người. Hộp này rất chắc chắn. Hàng có sẵn ở shop nha. Mọi người đến shop mua một sản phẩm là được giá sỉ nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè. Xin chào và hẹn gặp lại nha.